Xin kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục những tin tức chính trị xã hội trong nước và thế giới. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 10 tháng 7 năm 2023. Các bạn thân mến, theo nguồn tin mà chúng tôi mới nhận được, một thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử cũng đã xảy ra trong thời kỳ thống trị của lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Và theo một số báo cáo, đập Yamatan vỡ, nguyên nhân một phần là do kế hoạch xây dựng sơ sài và tham nhũng. Hiện nguồn tin đang làm chấn động dư luận trên thế giới. Được biết, đập Tam Hiệp nằm giữa thành phố Nghi Sương, tỉnh Hồ Bắc và Bối Lăng, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, được xây dựng trên sông Trường Giang vào đầu những năm 2014. Nhưng công trình phòng chống lũ lụt và sản xuất điện này khi ngày hôm qua mùng 9 tháng 7, cơn bão đã tàn phá khu vực này với những trận mưa lớn nhất trong lịch sử. Lượng mưa trong cả năm đã đổ xuống chỉ trong vòng 24 giờ. Cụ thể, nước ở vùng thượng lưu của các con sông trong vùng đã nhanh chóng dâng cao, gây sức ép lên các hồ chứa nước dần biến thành lũ lớn. Khi cơn bão tràn qua, các đập nước lần lượt bị vỡ và nơi có đập Tam Hiệp trở thành rào cản cuối cùng. Hồ chứa đã tràn ở cửa số 3 và số 7 đã khiến cho toàn bộ thị trấn bị phá hủy và một cơn đại hồng thủy đã được sinh ra. Có người dân đã gào lên rằng trời sập đến nơi rồi. Một thảm họa đó đã gây ra cơn sóng khổng lồ trải rộng gần 10 km, cao từ 3 đến 7,5 m, lao đi với vận tốc khoảng 60 km/h, gây ra một thiệt hại từ 120 đến 300 người thiệt mạng trong vụ vỡ cống hồ chứa này. Tuy nhiên, con số chính thức mà chính quyền công bố là chỉ có 850 người chết. Mức độ thiệt hại của thảm họa này chỉ được tiết lộ chi tiết nhỏ, hiện vẫn còn rất nhiều mà những người trong và ngoài nước Trung Quốc chưa biết đến thảm họa này. Chang Xin, một nhà thủy văn tham gia xây dựng đập Tam Hiệp cũng đã từng bày tỏ lo lắng về chính sách xây dựng đập của chính phủ. Ông đã đề nghị xây 30 cửa chống và thoát nước cho đập Yamatan, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chỉ trích vì quá thận trọng và dự án đã thu nhỏ lại thành 22 cửa cống. Sự thất bại của con đập có thể là do sự tham nhũng tràn lan của Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tiêu chuẩn yếu kém kết hợp với lượng mưa lũ hồng thủy bất thường. Tuy nhiên, con đập được tạo ra để chống lại lũ lụt trong 100 năm, nhưng nó đã sụp đổ chỉ sau gần 20 năm kể từ khi được xây dựng. Trong các dự án xây dựng đập Tam Hiệp luôn luôn muốn có kết quả tức thời. Câu chuyện không được biết đến, một trong những khẩu hiệu của ông là khảo sát, thiết kế và thi công cùng lúc. Một công đoạn thứ tư và sau đó lại được thêm vào là xét duyệt nhiều dự án xây dựng của ông Tập thật ra vô lý và lãng phí, và nhiều dự án phải bỏ dở nửa chừng. Có đến 200 trong số 500 hồ chứa lớn đang được xây dựng trong những năm ông Giang Trạch Dân lên nắm quyền, và điều này đã bị hủy bỏ sau đó vài năm. Nhiều công trình khác đã bị đổ vỡ trong cuộc đời Tập. Các nhà khảo sát Trung Quốc tiếp tục cho biết, trong nhiều năm, hồ chứa được xây dựng trong thời kỳ đại nhảy vọt và đã sụp đổ, tan tành trong một cơn bão, dẫn đến vụ vỡ đập liên hoàn. Gần như là Đảng Cộng sản của Trung Quốc đã cố gắng che giấu số người chết trong thảm họa vỡ đập liên hoàn, mà thậm chí là cả vụ vỡ đập Bản Kiều giống như họ vẫn thường làm khi các kịch bản khác xảy ra. Theo David Paulo thuộc Đại học Hồng Kông, nếu nhìn vào báo chí của nhà nước Trung Quốc vào thời điểm này, có vẻ như chuyện này chưa bao giờ được xảy ra. Hơn nữa, theo báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền năm 1995, vụ vỡ đập Bản Kiều hay đập Tam Hiệp sụp đổ là một thảm họa quy mô lớn do con người gây ra, là kết quả của sự thiếu sót trong các chính sách kiểm soát dòng nước. Nhìn chung, sự thiếu minh bạch của chính phủ trong quá trình xây dựng đã góp phần gây ra những tình huống nhiều đập của Trung Quốc bị coi là không an toàn. Vụ vỡ đập liên hoàn mà gần như hoàn toàn không được báo cáo ngoài phạm vi lãnh đạo của cấp cao của Trung Quốc. Khi đập Tam Hiệp và các con đập khác được xây dựng, các vết nứt đã xuất hiện và chúng liên tục cần các kỹ sư của Liên Xô sửa chữa. Sau khi sửa chữa xong, chúng được gọi là đặc sắc và là những con đập không thể bị phá vỡ. Trung Quốc có hơn 4.000 hồ chứa nguy hiểm và cùng nhiều hệ thống phòng chống quanh các con sông lớn, hầu hết được xây dựng từ những năm 1950 đến năm 1980. Theo báo cáo của Rebay, nhiều hệ thống từ thời Mao được làm từ đá và đất sét chỉ có độ tuổi từ 50 năm, và đây cũng chính là vấn đề đang khiến giới lãnh đạo của Trung Quốc hiện nay đang đau đầu. Khi dịch bệnh vừa mới được kiểm soát, chính phủ Trung Quốc lại gồng mình hứng chịu hậu quả nặng nề do thiên tai lũ lụt gây ra. Nguy cơ vỡ đập liên hoàn, chuyên gia cảnh báo người dân chuẩn bị sơ tán. Chuyên gia thủy văn Trung Quốc Wang Weilu cảnh báo cư dân ở vùng hạ lưu sông Dương Tử nên chuẩn bị đi sơ tán trước nguy cơ đập Tam Hiệp bị vỡ. Trả lời phỏng vấn Radio France International, nhà thủy văn học của Trung Quốc Wang Weilu đã đặt câu hỏi về sự an toàn của đập Tam Hiệp khổng lồ.
cảnh báo rằng nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Ông Wang quan điểm trái ngược với tuyên bố trấn an của truyền thông nhà nước. Ông Wang cho rằng đập Tam Hiệp không ổn định như nhiều người đã tin tưởng và diễn ra nhiều bất cập về tình trạng của đập Tam Hiệp hiện nay. Ông Wei Lu cho rằng vấn đề nghiêm trọng hiện nay là các vết nứt và chất lượng bê tông không đạt tiêu chuẩn được phát hiện trong quá trình xây dựng. Ông cảnh báo sự cố vỡ đập sẽ gây ra hậu quả thảm khốc cho các cá nhân cư trú ở hạ lưu sông Dương Tử mà họ nên chuẩn bị sơ tán càng sớm càng tốt. Theo chuyên gia thủy văn Trung Quốc, việc thiết kế, xây dựng và kiểm tra chất lượng của con đập chưa được thực hiện một cách độc lập cũng như có cách đánh giá khách quan. Ngoài ra, công trình này đã được hoàn thành với tốc độ quá nhanh. Các trận lũ đang càn quét dữ dội ở miền Nam Trung Quốc gây ngập lụt cục bộ tại 24 tỉnh thành nước này. Mưa lũ và sạt lở ở khu vực đã nhấn chìm hơn 7.300 ngôi nhà, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của gần 8 triệu người. Theo giới chức địa phương, thiệt hại kinh tế trước mắt ước tính là 2,9 tỷ đô la Mỹ. Trận lũ đang diễn ra ở miền Nam Trung Quốc được đánh giá là dữ dội nhất trong hơn 80 năm qua. Cuộc biểu tình phải kích hoạt báo động đỏ. Đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang đang chịu sức ép rất lớn. Các trận mưa không ngừng cũng làm dấy lên lo ngại của công chúng Trung Quốc về nguy cơ bị vỡ của dự án thủy điện lớn nhất thế giới, đập Tam Hiệp. Chuyên gia thủy văn Trung Quốc cho hay trong cuộc họp báo hôm vừa qua, chính Thứ trưởng Tài nguyên nước Trung Quốc Ye Yanchun cũng thừa nhận mực nước trên ít nhất có 148 con sông Trung Quốc đã dâng cao trên mức cảnh báo, chứng tỏ rằng khả năng kiểm soát lũ của đập Tam Hiệp chỉ có giới hạn. Chuyên gia Wei Lu cũng chỉ trích chính phủ và truyền thông nhà nước Trung Quốc đã từ chối thừa nhận mối nguy hiểm tiềm tàng của đập Tam Hiệp. Tuy nhiên, tờ báo toàn cầu đã nhanh chóng gạt bỏ những lo ngại của ông Wang Wei Lu. Trong bài báo xuất bản hôm vừa qua, trích dẫn ý kiến của nhà nghiên cứu Quách Tấn thuộc Viện Nghiên cứu Địa chấn Trung Quốc khẳng định đập Tam Hiệp có thể chứa lượng nước vào lớn hơn nhiều so với lượng nước hiện nay. Theo lập luận của ông, mưa lớn ở hồ chứa đập Tam Hiệp mới chỉ chạm tới 147m, cao hơn mức cảnh báo lũ tới 2m. Ông Quách cho rằng được thiết kế để đáp ứng mực nước trên 175m hoặc lượng nước vào 70.000 m khối trên giây. Do đó, với mực nước 147m và lượng nước vào 26.500 m khối trên giây, đập vẫn an toàn. Cũng theo ông Quách, đập Tam Hiệp được trang bị một hệ thống theo dõi sức khỏe đa kênh. Hệ thống này sẽ báo động khi có điều bất thường như đã bị biến dạng và việc báo động sẽ diễn ra rất lâu trước khi đập có sự thay đổi có thể nhìn thấy. Đập Tam Hiệp được Bắc Kinh ca ngợi là một trong những thành tựu kỹ thuật vĩ đại nhất trong lịch sử loài người. Đập Tam Hiệp này nằm chắn ngang con sông Dương Tử ở Tam Đầu Bình, Nghi Sương, tỉnh Hồ Bắc. Tổ hợp bao gồm một đập dài hơn 2.300m, cao 185m và một hồ chứa nước khổng lồ được thiết kế để tạo ra điện năng và kiểm soát lũ. Đập Tam Hiệp được khởi công năm 1994 và vận hành hoàn toàn vào tháng 7 năm 2012. Đến nay, công trình vẫn giữ kỷ lục đập thủy điện lớn nhất thế giới với 34 tổ máy phát điện, cho phép đạt công suất tới 22.500 MW. Với sản lượng điện năng năm 2018 là đạt 100 tỷ kW. Từ năm 2011 đến nay, Trung Quốc đã chi hơn 600 tỷ nhân dân tệ để giải quyết các tác động lâu dài của con đập khổng lồ này đến môi trường và cư dân lân cận. Tuy vậy, nhiều vấn đề vẫn còn tồn tại và chính phủ cam kết sẽ chi thêm tiền để đảm bảo hiệu quả của dự án. Các bạn thân mến, nhiều ngày gần đây, Trung Quốc đang xảy ra nhiều động thái kỳ lạ, đến nhà khoa học hàng đầu của Trung Quốc cũng phải bó tay. Những hiện tượng kỳ lạ này đã khiến cho người dân của Trung Quốc và cả thế giới phải khiếp sợ. Khi nghe tin đập Tam Hiệp có nguy cơ bị vỡ, cá nhảy lên mặt đất, chim bay lên trời bỗng nhiên rớt xuống trúng đầu người dân. Những động thái này như đang báo hiệu ngày tàn của Trung Quốc của đất nước này. Gần đây, một số nơi xuất hiện tượng kỳ lạ, cá đột nhiên nhảy lên mặt đất. Trong khi đó, nước là nơi giúp cho con cá này sống hàng ngày. Tuy nhiên, dường như mặt nước có một thứ quái lạ, đáng sợ gì hay chăng mà cá lại nhảy lên bờ như vậy. Các cụ ngày xưa truyền tai nhau kể lại rằng đây chính là dấu hiệu của một trận động đất kinh thiên động địa sắp xảy ra tại Trung Quốc. Theo các thông tin trên các trang mạng xã hội, các chuyên gia nói rằng đây có thể là sóng siêu âm. Sóng này được truyền từ mặt đất. Nghe sóng siêu âm nên các loại cá này cảm thấy sợ hãi khi ở dưới mặt đất, có thể là một trận động đất sắp xảy ra. Trong quá khứ cũng đã từng ghi nhận hiện tượng cá nhảy lên mặt đất và rồi, vài tháng sau, một trận động đất mạnh 8,2 độ Richter đã xảy ra tại Indonesia kèm theo đó là sóng thần và núi lửa. Nên những lời các cụ kể lại là có căn cứ, tuy nhiên các nhà khoa học vẫn đang thắc mắc rằng liệu điều này có ảnh hưởng và đe dọa đến đập Tam Hiệp hay không. Chưa có chuyên gia nào chứng minh về điều này, thế nhưng những loài cá sống dưới mặt nước nhưng nó lại nhảy lên giống như các cụ ngày xưa nói. Nó có thể cảm nhận và biết trước được sự việc sắp xảy ra.
Theo như phóng viên của chúng tôi đã thu thập được một đoạn video cho thấy những con cá này nhảy lên mặt đất. Hàng nghìn con xuất hiện ở nhiều khu vực như Cát Lâm, khu danh lam thắng cảnh Linh Hồ, Thái Châu, Tiết Giang. Toàn bộ cảnh tượng cho thấy cá nhảy ở hồ, sông, nước như đang sôi. Nhiều người đàn ông nói rằng họ hiếm khi thấy cảnh tượng này xuất hiện ở Trung Quốc. Do đó, Trung Quốc phải hứng chịu những đợt động đất. Trong một diễn biến có liên quan, vừa qua, một số lượng lớn rơi được phát hiện trên bầu trời Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi trên cộng đồng mạng. Sự xuất hiện của rất nhiều rơi trên bầu trời khiến cho người dân địa phương hoang mang, lo lắng, không biết có phải sắp tới có một điều kỳ quái gì sắp xảy ra hay là một trận động đất chăng. Theo kinh nghiệm dân gian của người Hoa, các hiện tượng tự nhiên như thiên tai và thảm họa thường hay được dự báo trước bởi các hành vi bất thường của động vật. Lần này rơi xuất hiện theo đàn và một số người lo lắng rằng loài rơi đã cảm nhận được động đất hoặc các thảm họa khác sắp xảy ra. Người dùng mạng đăng tải trên mạng rằng rơi thường là biểu tượng nửa đêm đen và điềm gờ. Chúng có thể xuất hiện với số lượng lớn quá nhiều do thức ăn, hoặc có thể xảy ra động đất, sóng thần hoặc một số thảm họa khác vì chúng có thể cảm nhận được sóng siêu âm. Hệ thống định vị siêu âm của nó cực kỳ ưu việt, không chỉ có biên độ rộng mà nó còn có khả năng chống nhiễu mạnh, có thể gấp 200 lần so với khả năng nhận tín hiệu phản xạ của côn trùng trong quá trình bị nhiễu. Do đó, rơi sẽ di cư trước các trận động đất. Điều này có liên quan đến cảm thụ sóng siêu âm của chúng. Thưa quý vị, mưa lớn ở Quảng Tây và Quảng Đông đã phá kỷ lục lượng mưa lớn nhất trên thế giới, vượt mức báo động xảy ra trên 10 con sông của 9 tỉnh, trong đó 12 trạm tại 15 con sông Quảng Tây, nhà cửa mùa màng của người dân bị phá hủy nặng nề, nhiều làng, xã, thị trấn, thành phố, các tỉnh bị lụt nghiêm trọng, giao thông thì bị gián đoạn. Các quan chức đã thông báo rằng Quảng Tây có 191 người tử vong. Tuy nhiên, người dân lại nói rằng chính quyền đang che giấu sự thật về số người chết. Họ đã biết số lượng người chết có thể lên tới hàng ngàn người. Như những bản tin chúng tôi đã đưa tin vào ngày trước đó, hiện tượng mưa bão tại Trung Quốc đến nay trải qua nhiều thiên tai, bão lũ, sóng thần, động đất. Và gần đây nhất là tại Trung Quốc liên tục xảy ra các thảm họa thiên nhiên, khiến cho người dân đại lục lo sợ và một số người giàu có điều kiện đã tìm mọi cách để sang nước ngoài định cư. Vì họ tin rằng ngày hủy diệt của Trung Quốc sắp đến rồi, thật là một điều gì đó tồi tệ như những thiên tai thảm họa dị tượng này xuất hiện là để cảnh báo người dân của Trung Quốc, cũng như giới lãnh đạo của đất nước này và đặc biệt người đứng đầu đó là ông Tập Cận Bình. Nếu như những dị tượng này xuất hiện mà họ vẫn xem như là những hiện tượng tự nhiên và không thèm để ý đến nó thì được xem như là một trong những tai họa thảm khốc nhất đối với người dân Trung Quốc, vì chúng ta cũng biết rằng sống trên đời thì phải có lương tâm. Mà một khi lương tâm đã bị cắn đứt thì coi như sống trên một cái xác mà không có linh hồn. Điều đó thì bị hủy diệt cũng xứng đáng mà thôi. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại!